với sự phát triển mạnh mẽ và bền bỉ cùng tiềm năng khai thác lớn. Ngày nay, trò chơi điện tử được nhiều người ví như một ngành công nghiệp không khói, mang lại giá trị kinh tế lớn cho nhiều quốc gia. Trái với những định kiến trong quá khứ, hiện nay việc chú trọng vào phát triển video games và các sản phẩm liên quan đến trò chơi điện tử càng ngày càng được đề cao và ưu tiên, bởi quả thật đây là một mỏ vàng vô giá đem lại tiềm lực không tưởng cho các bên biết cách khai thác. Đã có rất nhiều ông lớn quyết định tham gia vào lĩnh vực này, tiến thẳng vào mỏ vàng hòng thu về cho mình những lợi ích khổng lồ. Trong số này có cả những ông lớn từ trước đến nay sở hữu mảng kinh doanh và tầm nhìn ban đầu không mấy liên quan đến gaming như YouTube, Netflix, Amazon. Và có cả một cái tên vô cùng quen thuộc với chúng ta. Ông lớn sở hữu mạng xã hội có gần 3 tỷ người dùng cũng đã từng quyết định bước chân vào lĩnh vực này. Đó chính là Meta hay Facebook với Facebook Gaming. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Phê Game tìm hiểu xem Mark Zuckerberg đã đưa đứa con khổng lồ của mình vào thế giới rộng lớn của trò chơi điện tử như thế nào. Và liệu Facebook Gaming có cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc? Vào năm 2009, cũng là năm đánh dấu mốc cho sự bùng nổ của hệ thống các mạng xã hội, khi một loạt khu vực thế giới ảo được khoanh vùng với những nền tảng social media riêng biệt, thì Facebook lúc này đây, chưa đầy 5 năm tuổi, đã trở thành mạng xã hội có số người dùng dẫn đầu thế giới. Với những tiện ích thông dụng như chia sẻ trạng thái, hình ảnh, video, bình luận về các hoạt động của bạn bè, rồi nhắn tin, trò chuyện, cùng con số gần 500 triệu người dùng trên toàn cầu với mức tăng trưởng tương đối ổn định. Những tưởng Mark Zuckerberg sẽ hài lòng với đứa con cưng và phát triển Facebook theo chiều sâu, tức là mở rộng dãy nhánh từ những tiện ích, công cụ lõi đã định hình mạng xã hội này từ những ngày đầu. Nhưng không, CEO của Meta quyết định nhắm đến miếng bánh ngọt mang tên trò chơi điện tử. Ý tưởng tưởng chừng như nhất thời này thực chất đã được nhen nhóm trong một khoảng thời gian tương đối dài so với sự phát triển tính từng giây của nền tảng khổng lồ này. Vốn nổi tiếng với khả năng tích hợp nhiều loại hình dịch vụ, ứng dụng và các plugin khác nhau, tuy vậy ban đầu Facebook chỉ hỗ trợ phát triển các tính năng do bản thân hệ thống này phát triển, quản lý và vận hành nội bộ mà thôi. Phải đến năm 2007, Facebook mới mở rộng cánh cửa cho các nhà phát triển bên thứ ba thiết kế các chương trình và trò chơi trên mạng xã hội này. Với sự phát triển vượt bậc như hiện nay của nền tảng Facebook, bất kỳ nhà phát triển nào trên thế giới cũng có thể xây dựng các ứng dụng mang tính xã hội đầy đủ trên nền móng vững chắc của một thế giới ảo, cũng chính là Facebook đây. Mark Zuckerberg khẳng định chắc nịch trước hơn 750 nhà phát triển và đối tác trong Facebook FS Event, một cuộc thi hackathon sáng tạo ứng dụng và trò chơi mở trên nền tảng Facebook trong vòng 8 tiếng, diễn ra vào 24 tháng 3 năm 2007, nhằm khẳng định tính mở và sự tự do của mạng xã hội tỷ người dùng này. Những nỗ lực ban đầu của họ không chỉ thu hút các nhà phát triển mà còn gây sự chú ý tới đông đảo người dùng. Khi đó gần như là một dấu hiệu cho thấy ngoài những chức năng thông thường, cơ bản của một mạng xã hội, họ còn có thể tương tác, chơi game trên Facebook nữa. Tuy vậy, phải tới năm 2009, Mark Zuckerberg mới chạm đến miếng đậm sốt, dày kèm nhất của chiếc bánh trò chơi điện tử khi Farmville ra mắt trên nền tảng này và đạt được con số 60 triệu người chơi. Tựa game gây ấn tượng mạnh mẽ bởi con số 1 triệu người chơi mới mỗi tuần và đồng thời khiến các chuyên gia phải nhanh chóng đánh giá lại sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Facebook tới thị trường trò chơi phổ thông phù hợp với mọi lứa tuổi và đối tượng người dùng, cụ thể chính là tập khách hàng của Facebook, một phạm vi mà các nhà phát triển trò chơi chưa khai thác triệt để. Nhận ra tiềm năng này, Facebook tiến hành hợp tác với Zynga để thử mở rộng khả năng tiếp cận vào năm 2010. Facebook là công ty tiên phong trong việc mở nền tảng của họ vào năm 2007 và chỉ trong 3 năm, hàng chục triệu người dùng Facebook chơi trò chơi của chúng tôi hàng ngày, từ Farmville, Cafe World, Cheshire Isle hay Mafia World. Mark Pincus, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Zynga cho hay, chúng tôi rất vui mừng về cam kết lâu dài của Facebook đối với social gaming của Zynga, đồng thời mong muốn được hợp tác với họ cũng như các nhà cung cấp nền tảng khác để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên toàn thế giới. Farmville chinh phục được đông đảo người dùng nhờ lối chơi đơn giản, dễ tiếp cận, đặc biệt là khả năng kết nối mang đúng tính chất trên nền tảng mạng xã hội của nó. Khi những người hàng xóm cùng trồng cây, xây nhà, nuôi gà, bò, dê, chó lại chính là những người bạn trên Facebook của mình. Sau thành công của Farmville, Facebook tiếp tục chìm đắm trong sự thành công ngọt ngào với Candy Crush Saga đến từ nhà King. Trò chơi xếp hình giải đố đơn giản theo phong cách Bezier's. Kim cương cổ điển này ban đầu được thiết kế riêng cho Facebook và được phát hành lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2012. Sau đó nó được ra mắt trên điện thoại cùng máy tính bảng Android vào tháng 10 năm 2012 và nền tảng iOS vào tháng 11 cùng năm. Trong vòng chưa đầy một năm, Candy Crush Saga nhanh chóng vượt qua phần tiếp theo của Farmville, Farmville 2 trở thành trò chơi phổ biến nhất trên Facebook. Sau đó nó tiếp tục lập kỷ lục trên các nền tảng khác, trở thành ứng dụng iOS được tải số nhiều nhất năm 2013.
Facebook nhận ra sự phổ biến của một trò chơi có giá trị rất lớn trong việc quảng bá Facebook với tư cách một mạng xã hội cũng như một nền tảng chơi game trực tuyến. Vào năm 2014, Creative Shop của Facebook, bộ phận quảng cáo của công ty, đã đăng tải video quảng cáo Candy Crush Saga và thu hút được 100 triệu người xem chỉ trong một ngày, cho thấy sức ảnh hưởng của các trò chơi điện tử lên mạng xã hội này lớn tới mức nào. Mặc dù các trò chơi trên nền tảng Facebook đã tự mình tạo nên tiếng vang lớn mà đôi khi không cần phải nhờ đến lượng người dùng đông đảo, hoặc thậm chí còn kéo theo một lượng tài khoản đăng ký mới không nhỏ, những tựa game này ít nhiều vẫn không được cộng đồng các game thủ coi trọng. Chúng thường bị nhìn nhận là những trò chơi casual để phân tán sự chú ý, giết thời gian, không đủ chất lượng để so sánh với các tựa game mobile trên iOS và Android lúc bấy giờ. Tuy vậy, Facebook vẫn đã thay đổi gần như toàn bộ cục diện thế trận, qua đó giành những miếng bánh ngon từ chiếc bánh trò chơi điện tử về tay mình. Nền tảng tỷ người dùng này đã phần nào định nghĩa và tiêu chuẩn hóa nhiều khái niệm mới về trò chơi điện tử hiện đại, chẳng hạn như microtransactions. Yeah, mặc dù chúng ta đều biết microtransactions đáng ghét và báo ví game thủ như thế nào, nhưng yep. Nền tảng con cưng của Mark Zuckerberg đã nhấn nút bắt đầu cho nó đấy ạ. Chia sẻ về các chiến lợi phẩm, achievements, việc chơi game multiplayer không đồng bộ, khi tác động của mỗi người chơi vào tiến trình game là khác nhau, kiểu gameplay rất phổ biến với các tựa game cày cuốc, giả lập theo chiều hướng thư giãn, chill chill. Khi người chơi không cần phải đối đầu với nhau theo thời gian thực, hay một cách trực tiếp mà sẽ có các hệ thống tính điểm, bảng xếp hạng hoặc các sự kiện cần cày cuốc riêng biệt. Không dừng lại ở việc phát hành các tựa game hoặc kết hợp với các nhà phát triển cho ra mắt các sản phẩm có hỗ trợ kết nối, lưu game trên tài khoản Facebook. Mạng xã hội này còn mở rộng thêm sang mảng streaming vào tháng 1 năm 2018. Có sẵn công cụ phát trực tiếp thì nhà nhà, người người, già trẻ lớn bé đều có thể sử dụng. Facebook nhanh chóng kết hợp cũng như hỗ trợ các nhà sáng tạo, streamer, các công ty truyền thông liên quan đến lĩnh vực trò chơi điện tử. Nền tảng này đã rất cố gắng trong việc ký kết các hợp đồng độc quyền phát sóng giải đấu, sự kiện ra mắt, và đặc biệt là các hợp đồng với streamer như Gonzalo Zero Barriers, nổi tiếng với tựa game Super Smash Bros, để cố gắng kéo thị phần và ghim chặt miếng bánh ngon trên dĩa. Thậm chí, vào những ngày đầu ra mắt, một số streamer còn khẳng định việc stream trên Facebook giúp họ kiếm được thù lao cao hơn hai nền tảng streaming lão làng là Twitch và YouTube, và rồi dục dịch chuyển qua chỉ stream trên nền tảng tỷ người dùng này. Đây cũng là cách mà Facebook Gaming có thể thu hút được những tên tuổi lớn trong làng stream game từ các dịch vụ, nền tảng khác. Bởi khi khán giả xem các buổi phát sóng trên Facebook, họ có thể tặng nhà sáng tạo các sao, một đơn vị tiền tệ trên Facebook Gaming, tương ứng với khoảng 0,01 USD mỗi sao. Bên cạnh đó, với những fan cứng theo dõi thường xuyên, họ còn có thể trở thành thành viên tại page, trang cá nhân của nhà sáng tạo nội dung đó, với chi phí khoảng 4,99 USD mỗi tháng. Đối với bản thân các nhà sáng tạo nội dung, bằng cách đáp ứng nhu cầu về lượng người xem giữ ở mức ổn định và số giờ stream đều đặn, họ có thể tham gia vào chương trình tăng cấp hoặc thậm chí trở thành đối tác của Facebook. Trang Business Insider có thống kê rằng việc những người sáng tạo nội dung liên quan đến trò chơi điện tử thâm nhập vào một thị trường như Facebook, đầy những người không chơi game chuyên nghiệp, thậm chí là còn chưa chơi game bao giờ, đã dẫn đến việc họ tạo ra được nguồn thu lớn hơn Twitch và YouTube. Bởi cộng đồng này giống như những con kền, luôn cồn cào và bị hấp dẫn bởi những thứ mới lạ và khác biệt khi lướt trên những trang mạng toàn những tin tức na ná nhau. Dĩ nhiên là họ sẽ dừng lại và chăm chú vào một người lạ, liên tục la ó và phấn khích khi di chuột và gõ bàn phím liên tục lúc chơi game. Thêm vào đó, Facebook cũng là mạng xã hội có những người ở độ tuổi từ giữa 20 đến đầu 30, có tương đối đầy đủ tài chính và sẵn sàng chi tiền cho những gì mà họ thấy hứng thú, dù chỉ là vài giây lướt phải như một thú vui xả stress. Streamer trò chơi điện tử nổi danh, người đã tận dụng danh tiếng trên Twitch của mình để tiến tới cánh cổng Facebook Gaming là Tyler Ninja Blevins. Vào thời kỳ đỉnh cao, anh từng kiếm được 500.000 USD mỗi tháng khi chơi Fortnite trên Facebook. Một cái tên khác nên nhắc tới là Anthony Ham, 23 tuổi, đang theo học tại Đại học West Virginia, khi anh quyết định theo bước ninja trở thành một streamer trên nền tảng Facebook. Vì những khoản thù lao kếch xù, anh chàng đã bỏ học đại học và bắt đầu đầu tư toàn bộ thời gian và tiền bạc của mình vào việc phát trực tuyến Fortnite. Điều đó hóa ra lại tốt hơn là việc học. Ham chia sẻ với trang Business Insider, Ham chơi và stream Fortnite 10 tiếng mỗi ngày, 4 tiếng vào buổi sáng và 6 tiếng vào ban đêm, và trở thành đối tác của Facebook chỉ sau 3 tháng rưỡi phát trực tuyến thường xuyên. Hiện tại anh ấy có hơn 100.000 người theo dõi và sống rất thoải mái chỉ nhờ vào Facebook Gaming. Việc phát triển nhanh như tôi thật cũng không hề dễ dàng, Hams chia sẻ. Tôi đã dành rất nhiều thời gian cho công việc của mình và đôi khi nó hơi nhàm chán, nhưng đó là niềm đam mê của tôi. Được trở thành đối tác của Facebook là một thành tựu lớn mà mọi người đều khao khát. Nó đã thay đổi cuộc sống của tôi.
tuy đạt được những thành tựu cũng như tạo ra những giá trị to lớn và khủng khiếp là vậy, song rõ là Facebook Gaming hiện tại chỉ còn là một cái tên không hơn không kém, thậm chí là nó đã ít nhiều bị lãng quên. Mặc dù Facebook đã sớm đạt được một số thắng lợi lớn trong việc thu hút sự chú ý của người chơi, nhưng những nỗ lực đó bắt đầu có dấu hiệu suy giảm khi bối cảnh sử dụng mạng xã hội thay đổi. Sự khác biệt quan trọng nhất ở đây là những người dùng Facebook bắt đầu chuyển hướng sử dụng mạng xã hội này trên thiết bị di động nhiều hơn khi điện thoại thông minh ngày một phát triển, trong khi đó các trò chơi trên Facebook bị kẹt trên phiên bản máy tính để bàn của nền tảng này. Điều này dẫn đến việc các nhà phát triển không quan tâm đến việc tạo ra trò chơi mới cho nền tảng này nữa, và bộ phận trò chơi của Facebook báo cáo doanh thu giảm lần đầu tiên vào cuối năm 2014, khi dưới mức doanh thu năm 2013 2%. Trong khi đó, các lãnh đạo của nền tảng này vẫn khăng khăng giữ nguyên quan điểm, chừng nào họ còn nắm trong tay những trò chơi như Candy Crush Saga, còn những tựa game chơi hoài chơi mãi vẫn không tìm thấy đích thì Facebook Gaming vẫn còn sống. Tuy vậy, có thể nhận thấy rõ Facebook đang loay hoay về chữ gaming gắn đằng sau mình khi quyết định cho ra mắt các tựa game Instant Play vào năm 2016. Tính năng này cho phép game thủ chơi các trò chơi yêu thích trên Facebook như Farmville hay Candy Crush Saga bằng điện thoại, trong khi liên tục bổ sung các nội dung mới như các tựa game kinh điển của Atari là Galaga, Pac-Man hay Space Invaders. Mặc dù quyền truy cập miễn phí vào các trò chơi này đã tạo ra mức độ tương tác cao với console Everwings một thời, nhưng theo Engadget, sau sự bùng nổ với hơn 20 tỷ lượt chơi trong suốt 2 năm, việc thiếu nội dung cao cấp và được đầu tư đúng mực đã khiến cho các tựa game Instant Play bị người chơi nghiêm túc bỏ qua chỉ sau vài lần chơi thử. Một vấn đề khác mà các tựa game Instant Play phải đối mặt khiến chúng không còn được yêu thích, đó là Facebook dường như chưa bao giờ thực sự quyết định nơi nó thuộc về. Theo Engadget, tính năng này ban đầu là một phần của Newsfeed Facebook như các tựa game cổ điển trên Facebook, nhưng rồi lại nhanh chóng được chuyển sang Groupsfeed, sau đó một lần nữa lại bị biến thành một phần của dịch vụ Messenger tích hợp với Facebook trước khi bị đẩy ra khỏi đó trong nỗ lực thống nhất và hợp lý hóa toàn bộ dịch vụ có trên nền tảng. Rõ ràng khi cứ bị bế đi hết chỗ này đến chỗ khác, các tựa game có chế độ Instant Play đã lạc mất người dùng và đôi khi còn khiến họ quyết không tìm và chơi một lần nào nữa vì quá mất thời gian và rắc rối. Vậy với streaming thì sao? Có thể bạn cũng đã thừa biết, biến Facebook Gaming trở thành một nền tảng streaming hàng đầu là cái cọc cuối cùng mà mạng xã hội tỷ người dùng này có thể bấu víu để giữ được miếng bánh ngọt trên thị trường game. Nghe thì có vẻ sinh lời khủng khiếp đấy, nhưng tất cả chỉ là lùa gà mà thôi. Sau khi thấy nền tảng Facebook dường như mang lại lợi nhuận cao hơn so với các nền tảng khác, kha khá các streamer, nhà sáng tạo nội dung cũng đổ xô đầu tư vào nền tảng này mong sinh lời. Nhưng nó chỉ có giá trị với những nhà sáng tạo đã có sẵn lượt người xem cứng mà thôi. Còn đối với các tay mơ hoặc những ai chỉ có duy nhất một kênh fanpage, trang cá nhân có hòm hòm lượt xem thì ôi ôi, chạy đâu cho khỏi nắng. Rất khó để trở thành đối tác của Facebook, thậm chí là nâng hạng level up trên nền tảng này vì yêu cầu về lượt xem cùng với số người theo dõi tối thiểu quá khắt khe, quá khó để đạt được. Bên cạnh đó, lượt sau khi được tặng về cũng bị Facebook thu khớ khớ phần trăm nếu bạn không phải là đối tác hay thuộc Facebook level up, mà doanh thu từ bên thứ ba như Patreon hay PayPal thì cũng chẳng mấy khả quan, thậm chí là còn bị Facebook bóp tương tác, khiến con đường đến hạng level up hay đối tác còn xa, xa và xa hơn nữa. Thêm vào đó, việc không tối ưu streaming cho điện thoại cũng khiến cho người xem thực sự khó khăn khi tương tác với các nhà sáng tạo. Thậm chí nền tảng này còn gặp rất nhiều lỗi khó hiểu, ngay cả khi chơi game lẫn xem game. Vậy nên, người xem ít dần thì các nhà sáng tạo cũng chán dần, cuối cùng là bye bye ngày tắp lự. Tại Việt Nam, Facebook Gaming cũng từng rất được lòng những người dân ở đất nước hình chữ S. Với những tựa game như Nông Trại Vui Vẻ, Everwings, thậm chí nền tảng này cũng đã hợp tác với nhiều streamer, nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng như Độ Misi, Piu Piu, Pomman, Chim Sẻ Đi Nắng hay đến Phê Game cũng từng được hân hạnh trở thành đối tác của Facebook. Tuy vậy cũng chẳng được bao lâu, Facebook Gaming cũng trở thành một cái tên đáng quên tại Việt Nam và rồi là chỗ tung hoành cho các streamer bắn cá, cờ bạc, cá độ, kiếm tiền trực tiếp. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Thời điểm hiện tại, Facebook Gaming đã chính thức bị xóa sổ vào tháng 10 năm 2022 bởi chính cha đẻ của mình, Meta hay Mark Zuckerberg, sau khi phó chủ tịch của Facebook Gaming Vivek Sharma rời Meta 2 tuần. Và ở những năm tháng cuối đời, Facebook Gaming vẫn không thể đổi vận khi liên tục bị iOS từ chối phát hành trên cửa hàng ứng dụng của mình vì vi phạm quá nhiều tiêu chuẩn và gây bất lợi đến người dùng. Cái chết của Facebook Gaming chính là bài học cho những nền tảng mạng xã hội nói riêng và các nền tảng trực tuyến nói chung muốn bước chân vào thị trường trò chơi điện tử. Rõ ràng việc có một lượng người dùng đông đảo là một lợi thế, tuy nhiên vẫn sẽ là một thách thức lớn nếu như người đứng đầu quá tự tin để rồi đưa ra những chiến lược sai lệch, cổ hủ và chẳng vì lượng người dùng kia một chút nào.